Chào mừng quý vị và các bạn đến với Gian hàng khỏe đẹp. Như quý vị và các bạn đã biết, gút là một dạng viêm khớp do sự rối loạn chuyển hóa axit uric trong cơ thể gây ra. Nhưng nếu chức năng của thận bị suy giảm hoặc axit uric quá nhiều, không được thải ra ngoài một cách kịp thời, thì axit uric sẽ tích tụ và bám vào các khớp xương, gây ra bệnh gút. Gút nếu không được điều trị đúng cách, có thể gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm như suy gan, suy thận, vấn đề sinh lý, huyết áp, vân vân. Gút thường gây ra nhiều đau đớn, cơn đau thường dữ dội và khiến cho người bệnh có cảm giác như đang có kim châm vào các khớp xương. Bệnh gút tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như gây hỏng khớp, tàn phế, gây suy thận, tăng nguy cơ đột quỵ, tai biến, vân vân. Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của bệnh gút đối với sức khỏe của con người, công ty Ripeto Soji Nhật Bản đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Degotro, được mệnh danh là thần dược trị gút. Degotro là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, có tác dụng giảm các cơn đau, tăng cường chức năng gan và thận, ức chế sự hình thành của axit uric, nâng cao đề kháng của cơ thể, từ đó giúp phòng ngừa và điều trị bệnh gút hiệu quả, cũng như là ngăn chặn những biến chứng của bệnh gút gây ra. Thành phần chính là tảo xoắn spirulina, được mệnh danh là thần dược của thế kỷ 21, được biết đến với những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, có tính kháng viêm, hỗ trợ kiềm chế các tế bào gây ung bướu cho cơ thể, cùng các axit amin thiết yếu, trong đó có 11 loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực mạnh khác, giúp bổ thận, mát gan, tăng khả năng đào thải axit uric, cải thiện bệnh huyết áp cao và bệnh tim, chống béo phì, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và giảm lượng mỡ trong máu, tăng cường đề kháng, có vai trò cực kỳ quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng gút. Ngoài ra, chiết xuất hoa cúc có trong Degotro cũng chứa nhiều luteolin, có vai trò quan trọng trong việc ức chế enzyme xanthin oxidase, nhờ đó ngăn chặn sự tổng hợp của axit uric. Axit folic, sicylose, ascomin palmitate, dầu hạt cải, bộ tứ thần kỳ ức chứa enzyme xanthin oxidase cũng chính là những thành phần cực kỳ tốt cho tim mạch, não bộ, chống đột quỵ, từ đó giúp ngăn chặn các biến chứng về tim mạch, huyết áp do gút gây ra. Degotro là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài của các giáo sư hàng đầu Nhật Bản, là sản phẩm hàng đầu giúp ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng của bệnh gút. Tại sao Nguyễn Hy lại tự tin để giới thiệu sản phẩm Degotro thần dược trị gút như thế này? Tại vì người nhà của Nguyễn Hy đã sử dụng sản phẩm và rất hiệu quả điều trị bệnh gút các bạn ạ. Với một sản phẩm tuyệt vời như vậy thì chắc hẳn mọi người sẽ e ngại về cái giá mắc đúng không? Chắc chắn mọi người sẽ rất là bất ngờ vì Degotro có một cái giá vô cùng hợp lý. Thậm chí Degotro còn có 3 kích cỡ để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hộp 75 viên có giá 750.000 đồng. Hộp 150 viên có giá 1.500.000 đồng. Hộp 240 viên có giá 2.500.000 đồng. Chưa hết nha quý vị, Degotro còn có chương trình khuyến mãi giảm giá 10% khi đặt hàng qua Gian hàng khỏe đẹp. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay gọi đến số hotline 090-2323-305 hoặc fanpage Gian hàng khỏe đẹp để đặt hàng sản phẩm và nhận thêm nhiều ưu đãi nhé.